Sau nhiều năm chơi Yu-Gi-Oh, mình nhận ra một điều rằng Konami rất lười đặt tên các bạn ạ. Khi vua trò chơi Yami Yugi đối đầu với Pegasus, Yugi đã triệu hồi phù thủy Magician of Black Chaos, trong đó từ Chaos nhằm được chỉ thứ sức mạnh mới được sinh ra từ sự hỗn loạn trong nghi thức triệu hồi. Còn khi Elemental Hero Neo xuất hiện lần đầu tiên thì trong phần chú thích giải nghĩa tên lá bài, Neo là một tiền tố trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mới, nhằm giới thiệu cho mọi người biết rằng đây là một anh hùng mới. Cũng từ đó, gần như mỗi khi có một quái thú mới, nhất là những quái thú tiến hóa từ một quái thú có sẵn trước đó, Konami chỉ cần gắn thêm hai từ này vào rồi biến tấu một chút xíu là xem như được một cái tên mới. Blue Eye Ultimate Dragon trở thành Neo Blue Eye Ultimate Dragon. Galaxy Eye Photon Dragon trở thành Neo Galaxy Eye Photon Dragon Không phải Neo thì cũng là Chaos Blue Eye White Dragon đặt thành Blue Eye Chaos Dragon Black Luster Soldier thì đặt tên thành Black Luster Soldier Soldier of Chaos Mai mốt sinh con mình cũng sẽ đặt tên là Neo Việt hay là Việt Chaos cho nhanh gọn lẹ